Thưa quý vị, trong buổi làm việc chiều qua với ban lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú, Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn, triển vọng đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, có những cơ hội lớn mang lại từ các FTA để đón bắt nguồn lực đầu tư có chất lượng. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào, dứt việc đó, để từng bước phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành trung tâm tiếp vận, trung chuyển hàng hóa tại khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc, vùng thủ đô Hà Nội, đồng thời sẽ là điểm đến hấp dẫn của khu vực. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và góp ý của các bộ ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của tỉnh Bắc Giang và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ. Thủ tướng nhấn mạnh, với vị trí, tiềm năng, cơ hội, lợi thế của Bắc Giang là kết nối hai vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, nằm trên hai hành lang phát triển kinh tế Lạng Sơn Hà Nội, Lào Cai Hà Nội và vành đai phát triển kinh tế ven biển, tỉnh cũng có vị trí quân sự quốc phòng rất quan trọng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh cải thiện còn chậm, sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, tỉnh chưa tự cân đối được chi thường xuyên, cơ cấu nguồn thu từ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, cần bền vững hơn, phát triển đô thị còn chậm, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 23%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Tốc độ phát triển đô thị nói thế nhưng mà nó còn chậm, nó so với lại các nước khác. Nếu như theo báo cáo đấy, các ông chỉ mới 23%, mà quân bình cả nước là trên dưới 40%, thì mình phải cố gắng hơn nữa cái này. Mà muốn phát triển đô thị được thì thế nào? Tôi gợi ý thế này, các ông chỉ suy nghĩ thôi. Thứ nhất là phải tạo ra được công ăn việc làm. Mà muốn tạo ra được công ăn việc làm thì phải mở rộng cái sản xuất kinh doanh. Có công ăn việc làm mới có người đến làm. Có người đến làm mới có người đến ở. Có người đến ở thì mới phát sinh cái nhu cầu về nhà ở. Đúng không? Rồi phát sinh nhu cầu về nhà ở, chúng ta quy hoạch, ta phát triển nhà ở, phát triển hạ tầng thì tức là phát triển đô thị. Thì cái gốc của vấn đề vẫn là phải phát triển sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần phải tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đặc biệt là quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong việc hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, kịp thời, theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi để chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho năm học mới. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường phân cấp, phân quyền, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, thực hiện quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt một cách nghiêm túc, bài bản. Thủ tướng lưu ý cần thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là bảo đảm các thiết chế văn hóa, thể thao, công viên, cây xanh, những nơi đẹp nhất, thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phải rà soát lại, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, quốc phòng an ninh, từ đó ưu tiên, bố trí nguồn lực phù hợp. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho có trọng tâm, trọng điểm. Làm việc nào dứt việc đấy, vì rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc cần làm. Chúng ta phải rà soát lại, sắp xếp cái thứ tự ưu tiên cho cả về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, an ninh quốc phòng, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Rồi từ đó mình sắp xếp cái nguồn lực, sắp xếp cái sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhau cho nó phù hợp. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển sản phẩm OCOP mới, tập trung thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, xây dựng và quảng bá thương hiệu, coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tỉnh Bắc Giang đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác. Về cơ chế đầu tư tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô, khai thác tiềm năng vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế, cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân và phân cấp quản lý quy hoạch, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời chi tiết, cụ thể từng nội dung. Thủ tướng nhấn mạnh, trên tinh thần tự lực tự cường và xử lý công việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, các bộ ngành hỗ trợ Bắc Giang tối đa cùng các cơ quan khác trong hệ thống chính trị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.